Hello em, mấy em ha ta. Ăn nghỉ bạn tám em sao này, cái gì mà lắc dưới trời. Rồi xài mấy đứa xài à, xài ngon à. Nên mười em xem mày lên lẹ lẹ đi. Anh chưa ra một tháng nữa nè, anh chưa có một tháng nữa mới được su nè. Thầy tới level mấy rồi? Lô rồi, hello Duy Anh. Hello 10 điểm, hello bé Quách. Hello bé Duyên. Hà Ta. Bé Thành. À, 19 em rồi. 19 em đã lên nha. Gì lắc hay gì ta? Em pha hả, pha theo lỗi chữ duyên, pha theo lỗi duyên. Ô thân kỳ bé mèo. Bé mèo đen của tôi đây, tặng cho em miếng xài nha, tặng cho bé mèo đen một miếng xài ngon tuyệt vời. Mèo đen ơi, để coi mấy đứa, hiện tại rít là 154 mấy đứa ơi, rít là đang 154 nha, 154 rít rồi. Rồi 26, 27 em đang xem kìa. Rồi cho hai một thêm một like mấy đứa ơi. Cho hơn một thêm một tim nha. Hello bé Khang luôn. Chờ mới 220 mảnh con tơ gió. Không mới được rồi buồn quá. Cái gì? 220 mảnh nhiều rồi. Quá nhiều luôn á. Có thăm đảo không? Qua sự kiện mới thăm đảo nha. Qua sự kiện thăm đảo. Có trái nó chua, có trái nó không có chua. Trái này chua quá. Mười gương ăn rồi à, đi nói anh ăn rồi đi nói anh. Ok, rồi 32 em lên rồi kìa. Rồi mỗi đứa cho anh một tim, một like, một like, một share gì nghe mấy đứa ơi. Thanh kiệm mấy đứa rất nhiều. Rồi hello bé bé lạc lối luôn. Ha ta, em được 211 mảnh đi theo rồi, nhanh dữ. Anh mới có để coi đi theo anh nhiêu ta, trăm mấy. Đi theo anh trăm mấy em mấy đứa, tại vì anh cỡ này em đi làm rồi, bắt đầu anh vô làm rồi, không có còn rảnh rồi mấy đứa ơi. Giờ là hết rảnh rồi, giờ là bắt đầu đi làm rồi.
Bởi vì là coi như sự kiện này là burnout, tới đâu tính tới đó. Ồ, hai xét, hai xét nha, được hai xét. Rồi Thanh Kiều bé lạc lối đã follow luôn. Rồi gì còn có 26 em mà ta, sao giờ này kỳ vậy? Ui, lột ly cà phê ban mê Thanh Kiều em bé mèo, tặng lại bé mèo miếng xài đây, miếng xài ngon ơi, xài màu vàng này không ngọt, không không chua nè, ngon nè, có được ly cà phê uống rồi nha anh kia bé mèo. Anh chơi được bao lâu rồi? Anh chơi từ năm 2016 tới giờ nha mấy em. Kênh thầy có video đó bạn, đúng rồi, kênh trên YouTube của thầy mấy đứa ơi. Có đứa nào chưa đăng ký kênh YouTube thì qua bển cho thầy một đăng ký nha. Kênh YouTube làm DML giúp cách Việt Nam, ghi 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 qua, ghi qua lên hết không giấu. Năm trên năm giờ cài tơi kịp không? Giờ cài tơi cũng vẫn còn chắc kịp, chắc kịp nha, kịp mấy đứa ơi, chắc kịp đó, không không có gì đâu. Rồi mấy đứa ơi, cho anh một tim mấy đứa ơi, nhớ thả tim nhiều nhiều vô mấy đứa ơi, cho nó tương tác lại coi, mắt tương tác quá nhiều rồi. Rồi Thanh Kỳ bé tơi đã follow kênh luôn, 31 anh em xem rồi. Ôi bữa nay bóp tương tác dữ rồi, Siki nữa, Thanh Kiều Siki luôn, Siki đã share bài 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 like luôn. 32 rồi, 32 anh em ơi, lên đông đông anh em ơi. Rồi Siki một bông hoa nho nhỏ Thanh Kiều em. Một bông hoa xinh tươi. À quên quên quên, trở lại Rồng Tháng mới đứa ơi, sẵn đông đông anh em nè. Đây đây chính là cặp the best của Rồng Tháng đây. Đây ai ly cà phê, ai ly cà phê. Rồi Thanh Kiều 1768 luôn, 1768 ly cà phê ban mê Thanh Kiều em. Đây cái cặp này là 6 gác nha, ít gác nhất là Ring và Metan. Đây Ring và Metan nha mấy đứa, 6 gác thôi. Tàn ơi, vẫn chưa có tháng mấy đứa ơi, sao tháng này, sao tháng này hiu vậy, hiu vậy. Tháng này bị hiu quá mấy đứa, sao kỳ mấy đứa ơi. Không có luôn, không có luôn á. Rồi Thanh Kiều bé bé mèo luôn, lại bốn cái bánh kem. Chưa ra luôn. Bỏ tay mấy đứa, quà này mà không ra cùng tháng luôn mấy đứa. Không biết sao nữa mà đợt này hơi bị kỳ vậy nè. Thôi gán đi 13 phút nữa, 13 phút nữa chúng ta sẽ tiến vào like lại nha. Chết quá chết luôn. Rồng tháng này không hình như đam 72 hay đam nhiêu quên rồi. Em like ra con rồng tháng một lần. Cái gì like một hit một ra luôn hả? Sao mà mày hay vãi lờ vậy trời. Công nhận thiệt chứ. Con hit một ra một tháng luôn rồi. Quá may mắn đi mà. Game gì vậy anh? À, bé Hạnh ơi, game Gaganmania Legend nha bé Hạnh. Bao nhiêu điểm kia rồi thầy, điểm Starlet Man á, Starlet Man là anh được 330 Starlet Man. Vé thì được 44 rồi, bây giờ đang đi rip nè, tiếp tục đi rip nha mấy đứa. Và tới thời điểm này vẫn chưa có được gồng đanh nha mấy đứa. Vẫn chưa có được con gồng đanh luôn. Coi như là banh luôn rồi đó. Không hiểu luôn, con gồng đanh nó mất tích luôn. Mở cũng được mấy gương rồi đó mà không không xuất hiện gồng đanh luôn. Không xuất hiện gồng đanh là chúng ta rất là khó nha mấy em. Anh em ơi, cho thầy một tim anh em ơi, bấm tim tim nhiều vô anh em ơi, cho nó lên vài ca tim mới được. Quá trời tôm tớp tớp nó bóp tương tác rồi. Quá buồn luôn. Đợt tơi này lòi ra con tơi A thì bởi vì mới nói. Anh em xin tên Rem, Ranmana Legend mấy em ơi, cầm mấy đứa comment cái chữ Ranmana Legend cho bé 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 gì? Bé Huy, bé Hạnh gì kìa, bé Nhanh gì kìa không biết nữa. Sao anh like được mà em không được báo vậy không biết nữa. Vậy là em chưa có bấm vào follow kênh anh á.
mấy đứa chưa bấm vào follow kênh anh bởi vì là nó không có hiện nha. Rồi Thanh Kiều, bé 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 Kim Anh luôn đã follow kênh luôn nha, 39 em xem rồi kìa. Rồi anh em nào chưa có bấm follow là nó sẽ không có thông báo đâu nha. Mấy đứa bấm follow kênh thì nó sẽ không thông báo nha. Rồi Thanh Kiều Gia Bảo, Thanh Kiều Bá Hảo luôn. Ủa em bấm gọi sao kỳ vậy ta? À đúng rồi, mắc tương tác á mấy đứa. Cỡ này top top nó bóp cái kênh của anh á, nó mắc tương tác, nó không có share. Nó không có share nữa đó mấy đứa. Rồi mấy đứa có gì cho anh một tim nha. Rồi bé mèo luôn, Thanh Kỳ bé mèo luôn, Thanh Kỳ bé mèo lần thứ N đó nha bé mèo. Thanh Kỳ bé mèo lần thứ N luôn rồi đó. Được 160 mảnh đổi qua mảnh rồng giờ kịp không? Đây nè, nói cho mấy đứa nghe cái vụ mảnh nè mấy đứa. Là nếu mà mấy đứa đã xác định cái con mà mấy đứa đổi rồi thì không được quay xe. Không được quay xe. Phải làm sao từ đây cho hết sự kiện lấy đủ xe lên mảnh đổi luôn. Chứ không được quay xe nữa. Nhưng mà nếu mà cũng như gì nè, đâu rồi, nói như vậy cho mấy đứa sẽ hình dung nó dễ. Đây. Chúng ta sẽ một có sự kiện nó kéo dài 1 tháng, tức nghĩa là 4 tuần đúng không? Đây là cái tuần đầu tiên, là cái con đầu tiên nè, thấy không? Con Venom nè. Đó con Venom nó đang sale 50% thì hết cái tuần này. Đó qua tuần thứ hai nè, nè nó để nè, còn là thời gian 22 ngày 22 giờ nữa thì 2 ngày 22 giờ nữa nó sẽ kết thúc của cái tuần này. Là nó qua tuần thứ hai là cái con này nó sẽ sell là 50%. Rồi tiếp tục nó sell tới tuần thứ ba là con này nó sẽ sell là 50% tiếp. Đó nó tới tuần nào là con nó sẽ được giảm 50%. Đó là bây giờ nếu mà mấy đứa đã lỡ dứt con này rồi thì tức nghĩa là tất cả dùng hết vô con này. Đó đang sell 50% này dùng hết vô luôn để lấy nó. Và mấy tuần sau cũng mà mấy đứa cũng phải gán lấy nó luôn. Đó, đã lỡ rồi newbie mà kiếm một con tê là được rồi. Em lại trễ vậy vậy. Hôm nay em tăng ca tới 6 giờ mới về chị. 6 giờ tối mới về tới nhà. Ủa 6 giờ ra ca vậy thì tới nhà cũng cũng 6 giờ 6 giờ 40 vậy mới tới nhà. Gần 7 giờ rồi. Rồi Thanh Kiều An An Hoài đã follow kênh anh luôn. Rồi anh em nào chưa có follow kênh thì cho anh một follow kênh nha. Bốn con tê này con nào ngon nhất anh? Trong bốn con này nếu mà nói cái con ngon nhất á, thì anh chỉ có thể nói với mấy đứa biết là con này thôi. Con này là con ngon nhất, đam 85 luôn, nó ngon nhất. Rồi sau đó sẽ tới con này nha, con lửa. Đấy. Hai con này nhưng mà con này là ngon nhất. Thôi tê lửa đâu có ngon bằng voi được. Voi em mấy đứa ơi, voi cướp đã lắm. Ủa sao nó để 75 không? 75 là em chưa có mở nè. Em thấy hai chìa khóa không? Hai chìa khóa màu đỏ này thấy chưa? Đó. Chưa có mở hai chìa khóa này lên. Em mở lên hai chìa khóa này lên 8 đam 85 lần. Em phải mở chìa khóa nữa. Mở phá nguyên tố nó. Thấy không? Em đã đập vô con gió 32 mảnh. Còn 160 em kịp không? Chắc kịp mà. Hôm nay chị chơi chị mở vé được 65 stack. Vậy ủa, chị comeback này hả? Ồ, đã nha. Đã nha, đã nha, chị Hay Lành đã comeback rồi. Chị Hay Lành comeback rồi. Con trai gì mà ăn hàng ghê. Xài xài Việt Nam nè chị, nó chua lèm mà, xài Việt Nam nó chua lèm luôn. Em thấy cái Trang đi ra rành rít đến, trời ơi Trang đi 248 mà lại nó luôn, sợ thiệt. Anh làm không lẽ giờ em dắt xe đi mua xài. Ngon lắm mấy đứa ơi, ăn xài đi mấy đứa ơi. Anh chép làm em thèm chua quá. Bé quyết lên hả? Mục tiêu hôm nay là của anh bán là 20 ly cà phê nha.
Ai ủng hộ thì ủng hộ ly cà phê nha mấy đứa ơi. Bấm vô coi nãy giờ hình như là được 2 ly cà phê rồi đó. Còn 18 ly cà phê nữa nha. Ai ủng hộ cà phê đi. Ly V248 là mua xét hả? Không biết nữa. Không lơ mơ chán đi hay lắm nha. Rồi bành nào. Ôi phút phút. Rồi, ê, được kịp 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 kịp. Kịp không? Cái này xuống là còn 1, 6, 7. Được nè. Đó. Đó. Còn một gương nữa, xuất hiện luôn đi. Xuất hiện luôn đi, ta đang đợi một gương cuối cùng đây nè. Rồi, bị ém góc luôn. Có chén mắm guốc. Tại này cà phê nữa, ốp đánh liên quân. Ôi, đang like ngon lành, tự nhiên ốp đánh liên quân bó tay thiệt chứ. Rồi, thêm kìa bé mèo luôn, cuối cùng cũng được đi cà phê nữa. Chị đi ra rành rít mà được nhiều vé. Chị đi được nhiêu rồi? Kiểu gì mà ai cũng trên level 100. Rồi mấy đứa ơi, git mấy đứa phải gán đi. Một tuần đầu là mấy đứa phải trên level 200, anh nói rồi. Trong vòng một tuần đầu mấy đứa phải gán trên level 200 mới được, đi git lúc nào cũng phải vậy trơn á. Mới nổi. Còn mấy đứa đi mà bèo bèo là thua đó nghe, không có được đâu. Một tuần là phải đi level 200 mới được. Kỳ này chị chơi không ai biết ạ, à, chị đâu he he. Chị chơi kỳ này tàn ơi, gái chơi kiểu này là kiểu ém rõ ràng nè, không cho một gương nào luôn, cho ba cái vé bao quanh hết trơn luôn. Ước có chùm tơi lá thôi đi, ước gì anh ở đây cũng ước đây nè mà có được đâu. Bây giờ là anh ước nhẹp luôn rồi, không có ước gì nữa cho mà ước nhẹp luôn á. Anh like gồng tháng được chưa anh? Chưa, mới chưa ra nữa, chưa ra gồng tháng nữa mấy đứa. Kìa 45 anh em xem rồi mấy đứa ơi, cho anh một tim mấy đứa ơi, mấy đứa ơi, ấn tim nhiều nhiều vào mấy đứa ơi. Cho nó tương tác lại cái kênh, quá trời bóp tương tác rồi. Cái này viết mà like mà nó không tha thông báo cho những người đã follow kênh luôn là hiểu rồi đó. Anh em nào chưa có follow kênh thì cho anh một follow kênh nha. Thanh kiệm anh em rất nhiều, 47 rồi. Em gửi dép Lào anh ít gác á. À có, mới nãy mà anh chưa coi nữa, anh vô like luôn rồi. Up game làm biến cài được trăm mấy game. Ăn lộn mới chiều voi. Bé Hảo su cà na, nên lấy con nào? Nên lấy cái con mới nãy anh mới vừa nói rồi luôn á mấy đứa. Đây nên lấy con này nè, con pha tâm á mấy đứa, pha tâm á, pha tâm misale đây, con này là con ngon nè, pha tâm Misaleum. Còn không nữa thì mấy đứa mới lấy cái con Linogum đó. Quên nữa, có chiến lan mà không có làm lan luôn, chắc con Trang nó tiễn đi quá. Èo ơi, chiến lan mà anh không có làm lan gì hết trơn như nè, bó tay. Ui, quên mất tiêu. Lấy voi đi, có gì đúng rồi. Chúng ta lấy voi ngon mà mấy đứa, bởi vì mới nói là lấy voi mà. Kìa, được 50 người rồi kìa. 50 anh em xem rồi. Mấy đứa ơi, cho team vô nha mấy đứa ơi, cho nó tương tác nhiều nhiều anh em coi với lại xe nha. Phan Anh lấy hết. Phan Anh ơi, mày đi vào mấy rồi Phan Anh? Level mấy rồi? Rồi Thanh Kiều Siki luôn một cái GG. Anh mới có level trăm năm mấy à?
Level 200 nhanh, trời ơi, nhanh vãi lờ luôn, nó level 200 rồi. Quá VIP. Level 200 này tặng miếng xài nè, ăn đi. Ăn miếng xài đỡ đi Phan Anh ơi. 255. Ai mới có trăm mấy à? Gái ganh ghét em ổn nhưng đanh thì không. Đanh cũng vậy nữa, anh cũng không ổn nữa. 54 em xem nha anh em ơi, có gì cho anh một like anh em ơi. Ủa chàng ơi, bơ phát bơ phát là nãy giờ đánh cái gì không coi, nó like mà nó ăn cho người xem thèm kìa. Hai youtuber rồi, hello youtuber gì luôn rồi. Thank you Siki, một cái kem đỡ khổ, cảm ơn em Siki. Bờ phách bờ phách. À, cài chai được nha, cài chai được chùm luôn phải không? Nếu mà cài chai mà kiểu mà cài cố gắng vip vip lên với lại đánh đanh liên tục, có là có lơ mơ lấy chùm luôn anh em. Hai hai bơ nữa, hai bơ nữa, hai bơ nữa. Cho em hỏi, con rồng trong sự kiện kiếm mảnh, con đó lấy mảnh nổi không ạ? À? Lấy nổi nha bé Vi, chúng ta lấy nổi nha, cố lên, cố gắng thì phải nổi thôi chứ em mà không cố gắng mà em nói nổi là rồi luôn đó. Đánh đanh được 2k step một lần là chắc ăn chùm. Thì cưng có chùm rồi đó, cưng đánh lần 2k mấy không à, anh đánh có 1k rưỡi, 1k 7. Anh là lấy gán kiếm hai con tê là ok, ổn áp cũng được đi. Lần này chắc anh lấy nổi hai con tê rồi mấy đứa ơi, nguyên 5 con lại hết không được rồi. Đánh lần được 800, lần 800 thì được một con nha. Được một con nha mấy em, đừng lo lắng. Đừng lo lắng, đừng sợ hãi, thế nào mấy đứa cũng sẽ có một con thôi. 57 anh em xem rồi kìa. Mấy đứa ơi, cho anh một like, một share gì nghe mấy đứa, một tim gì nghe mấy đứa ơi. Cho nó đừng có bóp tương tác nữa. Cái này bóp tương tác quá. Mới treo giò 7 ngày cái là vậy luôn. Đánh đanh liên quan gì tới sự kiện tơi? Đánh đanh lấy vé à, em đánh đanh lấy vé, với lại em lấy được cái con rồng trong đanh thì em đi cái rip nó sẽ đỡ hơn. Đây cái rip nè em thấy không, em thấy bình thường cái con rồng của mình nó chỉ cho là 20/30 điểm không nè, 20/30 điểm là cao nhất giới hạn của mình là chỉ là 30 điểm thôi, còn em lấy được cái con rồng đanh là em lên được là 30/50 điểm, đó là 50 điểm, là tức nghĩa em có thêm được 20 điểm nữa. Lấy được con rồng đanh là đi cái rip này là ngon cơm luôn đó. Rồi thêm em đi đanh nhiều thì em mở vé. Đó em mở gương lấy vé, xài thả ga luôn. Nè như bây giờ anh không có cộng đanh nè, anh chỉ có 30 điểm là cao nhất thôi. Đó, né mấy cái này không là thấy là lấy sắc mắt sang bang rồi đó. Rồi luôn, nó hiện ba cái này là rồi. Em bỏ gồng đanh lấy vé. Em bỏ gồng đanh là mà lấy vé luôn hả? Eo ơi, thì mày lấy một một con rồng đanh chứ có gì đâu mà không chịu. Nè hiện tại anh mới có liver 161 rồi. Trời ơi, mày hơn anh tới 40 liver. VIP luôn. Em liver 73 rồi, ô dữ hơn anh nữa. Đời lạc lối, đời lạc lối đã follow rồi, thanh kiều đời lạc lối luôn. Tuột nữa rồi, tuột view nữa rồi, năm mấy anh em giờ mất tiêu hết rồi. À, sức mạnh của NAB. Cứu được không anh, cứu được là cứu làm sao vậy 206? Ý em nói là sao?
Lê Hoàng Huy rồi Thanh Kiều, Lê Hoàng Huy đó follow luôn rồi, Thanh Kiều cái em gì Dạ Thọ đó follow kênh luôn. Anh được nhiêu gồng rồi ạ? À, anh được hình như là 900 mấy gồng á. Giả bộ kêu tên em đi rồi Thanh, hello Phát Đạt luôn, Thanh Kiều Phát Đạt luôn nha. Thanh Kiều Phát Đạt gì đã không tặng cái giống què gì hết trơn á. 595, 595. Giờ em mới biết sự kiện này có liver luôn á. Có mà, sự kiện này có liver mà. 10 nè, 10 nè nữa rồi. Mỗi lần mà gặp cái vụ 10 này là khó chịu à. Mấy đứa có thấy cái vụ mà cái 10 gương này nó đi mỗi lần đi là nó khó không mấy đứa? Cái vụ mà 10 gương này sao mà anh thấy quải nó quá. Ồ, bị gãy rất là nhiều rồi, cái vụ 10 gương này anh gãy rất là nhiều luôn á. Chưa mới được 10 gương, 10 gương luôn. Sướng vãi nồi trời, từ 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 level 1 và tới level 162 là chưa được 10 gương, chưa được full 10 lần nào luôn nha. Hình như là full 8 có. Sướng vãi nồi thiệt, thầy được bao nhiêu đầu? 310, bộ 330. 10 gương này em ăn cao nhất là 8. Ờ thì anh cũng cao nhất có 8 mà. Kẹt cái này 5 rồi. 5 rồi nè mấy đứa. Lần này phá kỷ lục thử coi rồi. Thấy hiu nữa rồi đó. 22. Phút phút vô phút vô. Trốn qua đây, trốn qua đây. Lên đây là 9, qua đây là ăn là 5. 5 thì bị dính cái này, dính này xong rồi 7 dính bên đây, thôi lên đây đi. Qua đây. Rồi. Hiêu nữa rồi đó. Rồi 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 đó, mấy anh em thấy rồi đó, mấy anh em nè, thấy chưa, thấy chưa? Ê ê phút phút phút. Đúng rồi, vậy đi, vậy đi. 8 8 8 rồi. Ô 9 9 9 9. Gán full luôn, lỡ là full không? Full full full. Không full được rồi. Full được không ta? Bước qua đây là còn có 4 điểm mà. Bước qua đây còn 4. Bước qua đây là còn 4 mà cái này là nó sẽ full được hả? À, còn cái khiên nữa tài ơi. Gãy đó anh, lấy vé nôn từ 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 chưa. Chưa chưa còn cái khiên nữa đâu. Bước qua cái nhà, bước qua. Ờ đúng rồi, bước lên nè. Đó phải mắc một cái khiên. Rồi Thanh Kiều bé Utah luôn, một ly cà phê ban mê. Thanh Kiều bé Utah nha, một ly cà phê. Mười. Một cái mười đầu tiên, một cái mười đầu tiên luôn. Quá im luôn. Tàn ơi, cái mười mà cho xét có một à. Bó tay thì chớ rồi, Thanh Kiều hai đi luôn, hai đi một ly cà phê nha. Nãy xuống trước là đâu có tốn khiên. Ủa mà nãy xuống trước là không tốn khiên hả? Phải không ta? Anh quên em rồi, hai đi. À, ai ta tự nhiên quên, hay là thằng Sa đồ, Sa đồ hay là thằng gì? Tợ nhiều đứa quá anh quên mất tiêu rồi, nói tên ra đi. Quên em rồi, để tên gì không nhớ được. Anh có nhớ em không bé gì? Bé Trung Kiên hả, phải không? Đi 10 gương mà dễ không? Có dễ đâu nghe, 100 ly vào trăm sáu mấy mới gương là đầu tiên đó, cũng như là gãy không à. Hoa là 8 nè, chết nữa rồi kìa.
Thôi lấy vé luôn, lấy vé luôn. Tôm, đương âu, à đương âu, đương âu. Tèn ơi, đương âu ơi là đương âu. Đương âu ơi, còn đi máy cắt không? Máy cắt còn trống không à? Cho còn slot nào không? Cho anh một slot đi máy cắt coi. Cái gì vậy, vé tôm hổm em 7 gương mà không có food cũng không thấy vé ở đâu, gãy luôn. Chàng ơi, thấy mấy đứa thấy mấy gái không, mấy đứa mà đứa thấy gái nó gài không, nó gài cái kiểu này bây giờ nó cho ba vé là gọi không làm ăn gì được luôn nè. Thầy leo vé nhanh vậy, leo vé nhanh đâu, mới có liver 164, thằng Phan Anh liver 200 rồi kìa, 200 mấy rồi kìa. Em có con gồng đanh thấy dễ mà. Em liver 120 hả? Giờ liver 200. Em 500 đầu mà. Rồi mà còn sợ tạch chùm. Dữ ạ. À? Ôi đương âu làm gì 500 talisman mạnh rồi đó hả? Nghe nói gái fit tỷ lệ. Đúng rồi, gái fit tỷ lệ mà em. Kìa sao mà còn có 31 em vậy? Mấy đứa ơi, cho tìm vô mấy đứa ơi. Có tìm vô nó mới không có bóp và tương tác mấy đứa ơi. Buồn hết sức, cứ bóp bóp tương tác hoài vậy đó, bóp hoài vậy đó. À, sao anh phải dùng con chuột vậy, dùng con chuột mới được chứ cái này bấm tay chỉ chỉ vô sao được, bấm tay vô lâu lắm mấy đứa, dùng chuột cho nó dễ. Rồi thôi lấy vé đi cho chắc ăn. Rồi cảm ơn bé Quyết đã xe luôn. À, thầy thích nhiêu tim vậy? Ai biết đâu, hiện tại không có biết coi tim nằm đâu. Like cái này không biết tim nó nằm đâu. À 9k rồi, 9k rồi mấy em ơi. Còn 1k cuối. À, cái Starlet mình qua tuần không mắc nha em. Vé thì mắc nha, vé thì trong tuần em mở lẻ đi nha, còn Starlet mình không có mắc. Starlet mình nó vẫn còn hoài cho hết sự kiện luôn, hết tháng rồi luôn á. Bởi vì mấy anh em đừng lo nha. Còn vé thì mấy đứa cứ rồi Thanh Kiều Đương Âu luôn, một cái gì vậy? Một cái kem Thanh Kiều vé Đương Âu. Nay vào muộn đi làm ok không anh? Đi làm cũng ok mấy đứa. Thì anh đứng anh ủi mấy đứa. Mấy đứa biết ủi không? Công đoạn ủi á, đứng đồ ủi 8 tiếng đồng hồ về. Mà hôm nay anh tăng ca 6 giờ anh mới về. Ủi đồ. Thầy coi lại tim kìa. Ồ, 11K. Thanh Kiều em luôn. À, đang cố gắng tích vé để gần hết sự kiện xả. Ê, tích vé mà gần hết sự kiện, tức nghĩa là em cũng banh luôn. Một tuần, trong vòng một tuần thôi nha. Em không có xài vé trong vòng một tuần đó là nó sẽ mắc. Có Starlet mạnh thì được. Em nói em thích Starlet mạnh tới cuối em xả thì được. Chứ em nói vé mà kiểu đó là banh luôn. Rồi em ngồi em khóc nghe. Khóc một dòng sông. Anh thích mấy tim.
năm tây có mới rồi nha, thì 2 ngày 22 giờ nữa đó mới nữa, 2 ngày 22 giờ nữa là sẽ có tuần sau rồi đó, sẽ tới tuần sau rồi đó. Ủa sao mà còn có hai mấy anh em vậy ta, không lẽ bữa nay bữa ủa chưa tới 9 giờ mà mới lai like đây mà chưa tới 9 giờ mà sao anh em đi bỏ hết rồi, buồn vậy. Buồn quá đi. Mười hai tây là thêm cái mới nữa. Thì đúng rồi, 7 ngày cứ 7 ngày đó. Rồi, ai nói gồng tháng mới nhớ nè, đảo lại gồng tháng mấy đứa ơi, like gồng tháng tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ like tiếp tục like gồng tháng nữa nè. Chưa cái này gì đây. Ok, làm được cái nào thì mình làm liền. Đó. Gòn. Chưa, để xíu là tới gồng tháng liền nè. Mười lăm ca tim rồi kìa thầy, đâu 15k2 luôn rồi, quá dữ luôn, Thanh Kiều mấy em luôn. Thầy không làm nhiệm vụ lan nè. Có làm mà làm hơi trễ nha. Chứ không phải là không làm. Rồi Thanh Kiều bé bon luôn, Thanh Kiều bé bon đó follow kênh. Đừng thui làm luôn. Có làm mà mấy đứa thông cảm xíu. Cái này vô đi làm tiêu. Ủa thầy đi ghiết liên tục ngon hay đợi đợi xét hồi hết rồi mới đi á, đợi xét hồi full mới đi luôn mấy đứa. Ở này đi làm rồi, bắt đầu là cái vụ cái rít đó, với lại cái đanh đó, không có chiến được cái gì chân, không có chiến rít với đanh được cái gì chân. Rồi bây giờ là sử dụng sức mạnh của cô nấc thời gian cái nha, chưa 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 sử dụng cái sức mạnh của nấc thời gian để like đồng tháng lại coi. Sao mà thấy Sukana quá, giờ mới có 300 mảnh nè, 300 mảnh là nhiều rồi, nhiều lắm rồi mấy em ơi. Mấy em còn đòi cái gì nữa, mấy em đi VIP còn hơn là super cái gì nữa. Trong khi đó là toàn là đa số toàn newbie, còn bây giờ toàn là mấy trăm mảnh. Ngày xưa anh newbie hả, anh ngu như con bò. Bó tay luôn. Chưa, trước tiên là rồi, cảm ơn bé Chun luôn, một bông hoa xinh tươi. Ui, mười mấy bông hoa xinh tươi lận. 16 bông hoa xinh tươi. Em 190 để đủ 209 vé rồi xả. Newbie 110 mảnh cũng được rồi. Ơi nói nghe nè, cái con đi theo á, cái con đi theo là anh em chúng ta chắc không có bị gãy đâu. Anh em chúng ta chắc thế nào cũng có được con đi theo à. Rồi, cảm ơn bé Tôm luôn, một cái bánh kem. Một bánh kem nho nhỏ, Thanh Kiều em. Lên lại mấy anh em ơi, tăng view lên lại coi, ba mươi mấy anh em rồi kìa. Cỡ này còn chuẩn bị thi cử gì không ta? Anh em còn đứa nào thi cử gì không vậy? Chắc có đứa chuẩn bị ôn thi hay là sao? 152 mảnh đi theo. Rồi hello bé Chính luôn. Phạm Hồng thầy Phúc ơi. Trời ơi, Phạm Hồng, Phạm Thanh Hồng thầy Phúc ơi. Kêu thầy Phúc ơi thì mày tặng cho tao cây bông đi Hồng ơi Hồng. Rồi cái này mày còn đang ở Bình Dương ở Đồng Nai, mày kêu thầy là mày phải tặng bông nghe chưa, có nhiều bông tặng hết cho tao. Hello thầy còn nhớ em không Lê Hào, bé Hào làm sao mà không nhớ, con đi theo dễ lấy đâu rồi, con đi theo anh bao nhiêu người ta Đồng Nai hả, Đồng Nai thằng thằng Khánh nó lên chảnh với bả đó dẻo. Thằng Khánh với dư dư rồi sao á. Teran đâu rồi, con đi theo nó nằm ở đâu tự nhiên quên ngang rồi mấy đứa. Đây, đây đây đây, vô đây vô đây đây, đi theo 207 rồi mấy đứa ơi, đi theo 207. Còn tuần đầu em được 150, đi theo 207 rồi mấy em ơi, thế nào cũng lấy con đi theo, con đi theo thế nào mấy anh em chúng ta cũng có con đi theo à.
Không, ánh sáng cũng được nha mấy em. Ánh sáng đi theo này hình như là đam, hình như đi theo là đam mấy đó, 75 hả ta? Ủa đam 85 hay á? Ờ 85 cái gì mày, 400 mấy mày làm được sạc luôn, làm gì 400 mấy dữ vậy? Còn bao nhiêu ngày nữa hết? Còn nhiều mà, mới diễn ra chưa được một tuần mà, mới diễn ra chưa được một tuần mấy đứa lo gì. Một trăm ba mươi bảy bay chu Vinh, nếu hôm nay em lo leo lên Liên Minh Huyền Thoại hả? Em bỏ bê, bỏ bê game mùa hài, bỏ bê game hài không có được đâu. Đâu rồi tính nói làm gì tự nhiên quên ngang ta. À sử dụng sức mạnh của Gonus thời gian để lai lại con nào, bây giờ lấy con nào? Ok con này cũng được. Đây gồng tháng, đúng rồi gồng tháng nè. Rồi anh sẽ bắt đầu like gồng tháng lại nha mấy em ơi. Anh em nào chưa like thì bắt đầu hướng dẫn like gồng tháng nè. Anh chơi liên quân D, bọn em kéo chơi liên quân á thì không có ai xem luôn. Anh có like rồi, anh like liên quân rồi, cuối cùng còn có 9 người, còn có 5 người xem à. Thầy ơi em chơi từ đầu đến hết sự kiện có chắc chắn là được? Được em, thế nào mấy em cũng sẽ có đi theo mình, mà với điều kiện là em cũng phải gán xiên chút nghe, chứ đừng nói mà em không có làm cái gì cho mà em đòi có ăn là chắc thầy, gặp thầy huấn. Em không làm mà đòi có ăn thì gặp thầy huấn nha, chứ thầy đây thầy dạy không nổi rồi đó. Bây giờ tự nhiên quên ngang nữa rồi nè, đây nè mất trí. Đắt là mình chọn Stone Cold à. Thôi Storm đi, Storm Ton, Storm Ton. Thầy hứng cho 9,5 điểm. Đây sức mạnh của Ronald Tham nè, đứa nào chưa có Ronald Tham giơ ta lên. Sức mạnh Ronald Tham đây. Em level 178, 172 mảnh đi theo, ổn rồi. Ổn rồi em. Ủa mà level 178 hả? Level 178 mà có 172 mảnh vậy? Anh mới có level 100, anh đang level 168 thôi mà anh đã có 207 mảnh rồi. Vậy là chắc có lẽ là mấy cái khúc mà anh được x2, x3 nhiều hơn cưng á. X2, x3 nhiều hơn á. Rồi bắt đầu like lại cùng tháng nha. Ý là sử dụng double S rồi, hai double S rồi mà vẫn chưa có tháng nữa. Hai cái double S rồi đó. Ôi, Thanh Kỳ bé Tôm, một trái tim luôn. Cảm ơn bé Tôm rất nhiều. Em cũng không biết nữa, em mới đến trăm mấy liver rồi thầy, em gấp trăm đúng rồi, gắng cố gắng chăm chỉ vô. Ôi, thiên linh linh, địa linh linh, con rồng xinh xinh mau hiện hình. Chết quớt, ý đọc thằng chú cỡ đó luôn mà không xuất hiện kìa, bó tay thiệt chứ, bó tay luôn, ý đọc thằng chú cỡ đó luôn mà còn, ý là double double luôn đó mà còn không ra nữa. Double S là x2 tỷ lệ, đúng rồi. Thiên linh linh, địa linh linh, con rồng xinh xinh mau hiện hình, cái nữa coi vẫn chưa ra luôn. Đậu phộng sao mà tháng này khó vậy ta, cứ làm khó nhau hoài vậy đó. Em 4 lần ra rồi, anh nhiều lắm luôn rồi, nhiều lần lắm rồi mấy đứa, ý là double luôn đó. Con rồng nè, một con rồng vũ trụ trăm rim thôi mà khó ghê. Ra đi em cho tô phở, có ra được đâu, tức thiệt đi nè. Ý là sử dụng sức mạnh đưa nó tham dầm giờ làm giảm giờ lên mà vẫn không ra được. Xu rồi mấy đứa ơi, xu thiệt ơi. Thôi mở này kiếm game, mở này kiếm game nha.
À, tháng trước em 20 lần mới ra, tháng này chắc 40 lần, làm gì mà dữ vậy? Làm gì mà xui với vậy bé quyết. Đen thoi đỏ là red nha thầy, chính xác luôn, đen thoi đỏ là red. Em bỏ gồng tháng trước rồi, đã nói rồi mấy đứa đừng có bỏ tháng, mấy đứa đừng có bỏ tháng nào hết trơn á, cố gắng lấy full tháng mới được. Tại vì full tháng rồi khi được 12 gồng tháng chúng ta sẽ có được cái mega habitat. Cũng im. Ôi 18k, 18k 5 tem luôn rồi nè anh em. 18k 5 tem luôn rồi đó, mà còn mà bị bóp cỡ đó đó, mấy anh em thấy chưa, bóp mà đến nỗi bây giờ còn có 30 người xem luôn rồi kìa. Nó giống như cái dạng là không đề xuất cái kênh của thầy luôn á mấy đứa, nó không có đề xuất cái kênh đi luôn á, buồn buồn hết sức thiệt chứ. Rồi bây giờ đi làm cái gì đây? À, thế nhờ cả tháng like không ra nổi gồng tháng thì sao hả thầy? Thì thua luôn chứ làm sao, tại vì mấy đứa gãy một tháng tức nghĩa là gãy nguyên năm rồi, một năm nó có 12 tháng thì mấy đứa lấy được 12 tháng đó nó sẽ tặng cho chúng ta nguyên cái mega habitat. Ở ngày xưa thì nó tặng cho mấy đứa là một một con rồng D đó, nó cho free con rồng D, còn bây giờ thì nó tặng cái mega habitat nè. Cái Mega Habitat là cái này nè, đó bự chà bá lửa này, thấy không, chứa được 12 em. Con Spring là con nào đây, con Ring là con này nè em, con mùa xuân nè, nè nó nè, đó con này nè, Spring nè đó. Mà tháng bài không có, tháng 7 không có, lộn, năm tháng 5 không có là không được mấy đứa, nếu mà gãy một tháng là sẽ không lấy được. Trung bình một ngày là 120 đến 130 vé mới lấy được chùm. Gì một ngày gì dữ vậy? À đúng rồi, quên, sorry, đúng rồi, con chầm quên, anh tưởng đâu là gồng gồng tê, tưởng đâu một con ai về con chầm. Phải là con chầm là một ngày mấy đứa phải nhiêu bé, rồi anh sẽ tiến vào tiếp tục. Con liên hệ là nha, đúng rồi, hãy coi con ring là hệ lá nước với lại gió, lá nước gió con ring đó này nè, con ring là lại thêm nha, hạn lá nước gió, ngon lá. Vậy em dư lấy 170 mảnh kẹp thử kiện kẹp em. Nhật Nam ơi, giờ này là em đi vào 76 hay là sao? Anh ác lắm. Hay có con rồng một có là nước bóng tối không thầy? Có xài xài mấy đứa xài ngon mấy đứa ơi. Rồi tiếp tục đi tiếp nha, đâu rồi, tới đâu rồi? Hèo ơi, tập trung vô nè, tập trung gán 5 trên 5 nè mấy đứa ơi, coi like mà nuốt ực ực. Em mở không ra mảnh ra cái gì không à, trời ơi sao mà xui vậy, ra toàn cái gì không là gọi luôn. Đấy nha, để thầy tập trung mấy đứa, để thầy tập trung mới được, tập trung cao độ vào cái việc đi đi ra đi đi rít này mới được nè. Có được hai gương nè,
Rồi gương xuất hiện đi, xuất hiện đi. Xuất hiện đi anh em ơi, gương ơi, anh em gương đâu có tiêu cho rồi, xuất hiện đi. Em tính một ngày kiếm được 20 mảnh. Một ngày 20 mảnh hả? Một ngày 20 mảnh là 10 ngày là 200 mảnh đúng không? Một tháng là có 600 mảnh. Rồi vậy là dư rồi. Dư rồi đó, dư được 100 mảnh. Đây, có rương nha. Đây, bốn gương, bốn gương. Ok. Còn có một gương một và xuất hiện luôn đi. Mèo ơi, 5 trên 5 luôn đi nè. Quá tức luôn. Ê, đây đây xuất hiện rồi nè. Xuất hiện rồi. Rồi thanh kiều Siki đã xe bài like luôn. Mắt ma mảnh đi theo 300. Ôi dữ. Ủa ma game hả? Ủa ma ma game mà đọc mắt ma. Rồi luôn rồi, 25 anh em luôn. Hôm nay là một ngày rất là tồi tệ với thầy Phúc BK nha mấy anh em. Bóp tương tác cỡ này thì làm sao mà sinh tồn cho nổi trên cái mảnh đất tớp tớp này đây. Qua qua đây là con ba. Con ba sử dụng cái này coi. Áo 2. Rồi mấy đứa ơi, thua rồi mấy đứa ơi. Thua rồi, thua rồi, thua rồi. Sao đây? Thích cái cách anh ấy phí. Thích cái cách anh ấy phí gì rồi, thanh kiệm với Nam luôn. Ê, sao kỳ vậy? Bé Nam cho hai bông hoa nha. Gói 179k ok, không 179k được. Rồi thanh kiều bé Nam luôn, thêm ba bông được. CK một cái GG luôn. Thanh kiều em. Sáu trên 10 mà vẫn gãy nữa, làm hại tốn hết miếng xét nữa. Tức quá đi. Thằng nào cũng vậy trơn, bực bội thiệt chứ. Lần nào cái gương 10 cũng gãy hết, bực bội quá. Kim cương liền, không 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 được mấy đứa, tiết kiệm mới được. Ga sảnh phi wifi ở ở cài đặt ấy là sao? Rồi hello bé Kiệt luôn, bé Hảo, ôi thanh kiều bé Hảo nghe một trái tim một cái gg luôn, thanh kiều em very so much. Đợt này gán không lẽ mà lấy 10 trên 10 cái nữa mấy đứa. 10 trên 10 cái nữa coi, đỡ khổ coi.
À, cái này lên cao dễ khóc, đúng rồi bé Kiệt ơi. Rồi thank you bé Hảo luôn. Ôi bắn tim liền, bắn tim liền. 20k tim rồi kìa thầy, đâu 20k tim luôn mà có 27 anh em xem, buồn hết sức buồn. Rồi. Rồi. Giới hạn là chỉ có bao nhiêu thôi. Chỉ là 5 trên 10 thôi, bây giờ gán thử coi. Ờ được nè, được thêm cái nữa nè. Được thêm một cái 6 trên 10 nha, 6 trên 10. Rồi không được. 6 trên 10 là hết lóc phải không? Đâu còn đường nào đi lên phút này mấy em. Còn đường nào đi lên phút không? Lên đây là còn có 5. Nhặt vé thôi, không có tham được rồi mấy đứa ơi, này hết tham được rồi. Cái này là chỉ có nhặt vé thôi. Đúng rồi, vé thôi. Không. Tham thì mắc xét. Tính toán dữ. Để thôi nhiêu được rồi. Mới đi học về, mới được ăn cơm thôi. Thịnh ơi, nguyên ngày hôm nay là coi như banh rồi, mẹ không vô được cái ạt của anh luôn. Anh cũng bỏ cái rip này luôn. 2k mảnh mới được một con tê. Cái gì 2k mảnh mới được một con tê ông? Có 1k mà, có 1k talisman mạnh nè. Cho 3 ly cà phê nè. Rồi Thanh Kiều với Gồng Tiên luôn, cho anh 3 ly cà phê Thanh Kiều em. Cho thiệt, ý cho thiệt. Nó nói tưởng đâu là cho Việt Nam. Ô Thanh Kiều em thiệt. Có được 3 ly cà phê uống đỡ khổ. Thầy mở gương, gương nào gương nấy cũng ra mảnh hết á. Đó là con sale thôi anh, còn ba con kia thì bởi vì mấy đứa nói trong, nếu mà trong kịp á một tuần á mà mấy đứa có được 1k thì tức nghĩa chúng ta chỉ tốn có 1k thôi phải không, là tại vì còn đang sale mà, còn đang sale là chỉ tốn có 1k thôi. Talisman mạnh còn qua là bắt đầu là tốn dữ rồi đó. Đến cháp thì nó sale, đúng rồi, đến 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 tuần sau thì nó sẽ lại sale cái tuần sau tiếp, mỗi tuần sale một con. Đây đây đây, cái gương cúm cùi là cái gương cúm cùi. 25 anh em xem vậy, còn có 25 anh em xem luôn rồi kìa, rồi rồi đó. Thấy banh nào thiệt rồi đó mấy đứa. Được một cái khiên kìa. À được cái khiên nữa kìa, nhưng mà hết rồi, mà hết xét rồi mấy đứa ơi. Hết xét rồi, hết xét rồi. Yeah, 4 4 4 4 trên 5, 4 trên 5. Một gương nữa, một gương nữa, một gương nữa xuất hiện luôn, xuất hiện luôn. Đây 5 trên 5 full nha. Xét nữa đi, xét luôn. Rồi không có xét rồi. Ni theo 218 rồi mấy anh em à, ni theo 218 rồi. Nó reset là về level 1. Đúng rồi, reset. Còn 2 ngày 20 mấy, 2 ngày 20 giờ nữa là nó reset lại là level 1 lại nha. Là tuần sau là mấy đứa bắt đầu tại lại là level 1 lại. Ê một một cái xét cuối, một cái xét cuối.
gì vậy? Rồi thấy hiu luôn rồi đó, nghe thấy hiu rồi đó. Từ từ để đi qua đây lại coi. Đi qua đây lại để lấy phút. Gầu luôn. Không lấy được cái nào hết. Không lấy được cái nào hết. Ai giờ mà trên level 200 là đúng con nghiện. Phan Anh rồi. Với lại bé Trang mới đứa. Mới nãy đứa nào nói bé Trang level 200 mấy rồi đó. 240 mấy. Bé Trang nói level 240 mấy. Rồi hết xét. Đanh cũng không đánh được luôn. Đanh bỏ luôn. Bó tay. 26 em xem. À, phải sáng anh làm phụ huynh cho em để để ba miêu chuột điện thoại sớm. Cái gì để ba miêu gì vậy? Vụ gì mà tốn ba miêu chuột điện thoại ở đâu nữa rồi? Vụ gì? Tèo ơi, cỡ này mới mà biết lúa thóc nó khó khăn dữ lắm Thịnh ơi. Canh tham được mà, đúng rồi, chúng ta canh tham mà đi mà. Perform quá đặt. Perform quá đặt nè. Nhầm xuống giám thị chuột điện thoại nhầm. Bị vụ gì à? Rồi bị tóm mày hả? Rồi coi như là xong rồi đó mày ơi, xác định luôn. Nguyên ngày hôm nay luôn, từ sáng tới chiều mới 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 vào đánh đi đánh đánh được luôn. Tới giờ này mới vào đánh được luôn đó. Ta buổi trưa ra là ăn cơm nghỉ ngơi đó mấy đứa. Làm xong công ty ra buổi trưa ra ăn cơm nghỉ ngơi là chạy vô đi cái rít lẹ. Cái rít nó ok hơn đi cái rít lẹ, bỏ cái đanh luôn. Ơi khổ hết sức. Trò canh mà toàn ngủ quên. Ngủ quên là rồi, burnout. Canh tham mà ngủ quên là burnout. Anh bật auto cho nhanh. Ôi bật auto nó không có boost đâu. Nó quánh thiên địa hội không à. Quanh đi thi gì đâu không à. Đây. Tổ em toàn mấy thằng iOS không không mượn điện thoại làm được. Ai, thôi coi như là banh rồi, khỏi nói gì nữa trơn á. Xác định rồi. Xác định là tới đó là sẽ banh thôi. Hết chín đứa iOS. Công nhận rít kiếp thiệt luôn á. Giờ công nhận rít kiếp thiệt. Công ty thầy lao động bằng sức người hay lao động bằng não vậy thầy? Em chưa biết là sao, tại ý mày nói tao là làm bằng sức người hay là bằng não hả? Thì thầy mày á thì được cái tiếng thầy bây giờ thôi, chứ ban ngày là thầy làm sao mà lờ với mấy đứa. Thầy ban ngày làm sao mà lờ luôn, đứng 8 tiếng đồng hồ, sáng đứng 4 tiếng, chiều đứng 4 tiếng là 8 tiếng. Đứng ủi mấy đứa biết không, ủi đứng ủi quần áo tối ngày vậy đó. Rồi ăn cướp luôn, kẻ cướp gặp bà già. Ví dụ mình thành nét phở bò rồi sang hệ điều hành khác, nó có được đăng nhập vô đây nè, cũng như là ở bên của em đang chơi bên Android. Đó là em đăng nhập cái phở bò đó, đúng không? Nhưng mà em nhảy qua iOS, em vẫn đăng nhập vào cái nick đó, nhưng mà nó trở lại level 1 nha, nó trở lại level 1. Đó, rồi sau đó em trở lại Android của em qua cái điện thoại khác là cái máy khác, mà em nhập vào cái Android của em nhập vào cái liên kết phở bò đó, đó.
thì nó nhảy lại đúng cái level là hiện tại của em. Còn em qua cái khác là nhảy lên level 1. Lương bao nhiêu trên một ngày? Cái bữa bữa một tay á, là một tay là ngày hôm qua của chúng ta, hôm qua hôm kia gì đó, một bữa một tay á, là ký hợp đồng thì lương lương thử việc của anh là ba củ 640, ba củ 640k đó. Rồi sau khi thử việc xong, 6 ngày thử việc xong thì nó sẽ lên là 4 củ 90k. Đó, lương cao bà cố luôn. Lớp rồi thầy ơi, đúng rồi, lớp thiệt. Lớp thiệt luôn, còn có 25 anh em xem là biết nó bóp cỡ nào rồi. Bóp quá bóp. Vải nho bữa xó rồi tải lại, tưởng ước rồi ai ngờ vẫn vào được, không không cần đăng nhập gì. Thua chỗ kia, đúng rồi, thua. T là mạnh nhất hả? Không đâu em, T là không có mạnh nhất đâu. T nó có dạng như, nó chỉ là dạng như boost này kia thôi, chứ nó cũng không có mạnh gì đâu. Rồi, hello bé lạc lối luôn, đã trở lại. Hình như nãy giờ sớm giờ có đang like mà hình như có nói những cái từ mà nó không cho nói với mấy đứa, bởi vì nó lớp cái kênh tiếp tục rồi. Sớm giờ có nói mấy cái từ giống như nó hơi bị không được văn hóa, chắc nó lớp cái kênh này. Quen miệng mấy đứa ơi, like trên YouTuber quen miệng rồi. Giờ này mà còn có 26 em là hiểu rồi đó, hiểu tương lai nó cỡ nào rồi. Mà trong khi đó là chưa tới 10 giờ đêm nữa, mới có 9 giờ rưỡi giờ. Banh nào nè, like với cài tương tác bàn thầy ốp tóc tóc like với cài tương tác bằng cách bình luận với like cho video khác. Hôm 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 bữa chiều thầy nói cái kia nên lớp chắc vậy á, tăng lại liền là sao? Bé Win nói chưa có hiểu mấy, bé Win nói vẫn chưa có hiểu mấy nha. Bỏ đi qua like phở bò thầy, phở bò thấy không có im, mấy đứa phở bò chắc nó cũng căng á. Phở bò thấy đa số ít lắm, ít like phở bò lắm. Trở lại IT ha. Vừa nấu canh đúng rồi, cái bữa nấu canh chua đúng rồi, là cái thằng Win đang nói là cái clip bữa em gửi anh bữa đó, là cái thằng Win đang nói đúng rồi, chắc vậy chắc vậy. Cái gì khó quá, phải dùng những cái từ hoa mỹ mới được anh em ơi, mấy em ơi, từ hoa mỹ mới được. Được nói chuyện thoải mái. Đúng rồi, cũng bị lớp, cũng bị bên nào cũng bị chứ. À, trong một máy đăng nhập qua thầy làm riêng video từ ạ.
trong 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 máy một đăng nhập qua điện thoại khác đi thầy. Là sao ta, là sao vậy? Là ý nói là phải sử dụng cái điện thoại khác rồi mình up lên hả, hay là sao? Bao nhiêu mảnh để đổi gồng tê khi giảm? Bao nhiêu mảnh hả? Mấy đứa cần 1K Starlink mạnh nha em. Đúng rồi, nói thoải mái với người xem. Không, mới nãy hình như là cũng 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 đông mấy đứa, hình như mới nãy đông mà tại nói mới nãy có nói một một số từ gì nó hơi bị dính á, và bởi vì nó bóp luôn. Nãy cũng được 50 năm mấy người xem. Mới nãy 50 năm mấy người xem lận. Rồi nói một số từ gì đó nó vô bây giờ nó bị dính lại nữa. Em đánh tới con cá là lỏng hết tim rồi, hỏng hết tim rồi. Cũ trong máy mới á thầy, kiểu vậy á. Là cái tóc tóc này hay gì? Ý em nói là cái tóc tóc này hả? Hay là sao? 1K mảnh cần bao nhiêu thẻ để mở? 1K thì mấy mấy anh em cần 900. Cỡ 900 vé mấy đứa. 800 mấy 900 vé lận. 800 mấy 900 vé là mấy đứa lấy được 1K đó. Mai like lại YouTuber đi thầy. Giờ mới 200, dồn 3 tuần đủ để gồng không thầy? Đủ mà, 3 tuần đủ mà mấy đứa. Đủ nha. Tùy theo nhân phẩm thôi. 28 rồi, vượt qua mốc 28 này coi. 28 anh em xem rồi kìa nha. Lên coi, lên lại, bắt đầu lên lại nha. Lên đông đông coi anh em ơi, trở lại anh em ơi. Trở lại với DML Việt Nam anh em ơi. 29 rồi. Qua cái mốc, lên lại cái mốc ba mấy là được rồi. Thầy có đang like ở YouTube không? Hiện tại thì không có like YouTube, đang đang like trên TikTok tóc mà. Èo ơi, sao mà tôi bấm nhầm nữa rồi. Một ngày 24 tiếng 48 vé nếu không ngủ. Một event lấy hết 2T ngon dữ ta. Đúng rồi, event này mấy đứa là có thể lấy 2T nè. Event này lấy 2T với mấy em. Cố gắng lên. Rồi Thanh Kiều bé gấu luôn, Thanh Kiều bé gấu cute đã follow kênh luôn. Thầy like YouTube đi. Thầy like bên YouTube á. Thầy like YouTube thì được, có mấy đứa mà YouTube không nó cũng bị bóp nữa à. Mới giải quyết xong tổng 6 miêu mấy tiền lúa học phí cộng học thêm. Èo ơi bé này ơi, bé Thịnh ơi, khổ dữ rồi. Rồi Thanh Kiều bé Gồng Tiên luôn. Ôi Thanh Kiều bé Gồng Tiên ba ly cà phê. Thanh Kiều Gồng Tiên ba ly cà phê. Skill bắp bắp gì anh? Cái ý nó là em muốn khiêu gì á, cái của nguyên tố gì mới được. Ơi quên, con này ơi, banh nào mấy anh em. Tèo ô, nó có banh nào rồi, thấy chưa, biết ngay mà, quên luôn. Nay giao được có một đơn hàng rồi, bữa nay kinh khổ rồi. Ủa ôi cái gì, ủa trời ơi sao mà bấm lộn ghế ta gì chi tèn, bấm lộn rồi. Ý, đổi tự nhiên bấm đổi con rồng, cái gì bấm lộn cái ta chi ta, chết thiệt chứ. Ôi. Mắc biết bao nhiêu điểm nữa rồi, tự nhiên mắc biết nhiêu điểm luôn, ổn thiệt chứ. Khi ông thầy mình hay quên gặp like không nhắc kè.
Thật thiệt luôn á, quên tính nói là đổi cái con rồng đất vô, đổi con rồng đất vô, tại còn con rồng đất có mấy đứa còn mà còn nhiều con, sao cái tự nhiên bấm sao vẫn hiểu nổi, chết nhiều cái bởi vì tức nhiều cái lắm luôn á. Ủa biết nhiều nữa hả? Ủa hết mớ cò đó. Banh nào là sao thầy, banh nào? Banh nào nó mới quýnh đó. Rồi Thanh Kiều Cồng Tiên 2GG luôn. Banh nào nó mới quýnh thầy đó mấy đứa. Banh nó quýnh thầy banh nào thiệt luôn rồi đó. Còn nhiêu nữa? Còn ba cái quẻ tạch nữa hả? Ba cái quẻ tạch. Tự bóp. Tự bóp. Con rồng nào có skill hồi vậy con này đây 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 chính là cái con rồng này, con rồng tê có voi, voi là nó sẽ tự hồi nha mấy đứa. Đây voi đã nè, voi mấy đứa dùng chữ đắc ritual nè, nó sẽ tự hồi lại, tự boost đi luôn đó. Ăn cướp của bên địch đẩy bên mình, ăn cướp bên địch đẩy bên mình nha. 31 anh em rồi, bây giờ chúng ta phải trở lại đông đông lại nha. Đầu max rồi, lên coi, lên 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 được tầm hơn 31 coi. Newbie không biết gì hết, newbie không biết gì hết, từ từ sẽ biết. Đến với kênh này là sẽ biết hết luôn mấy anh em đừng lo. Mấy đứa đừng lo, mấy đứa đến với thầy Phúc BK là mấy đứa sẽ biết hết luôn. Thầy ơi, cái gì vậy bác Khang? Rồi thanh chiều soda, ôi lâu quá mới gặp soda nha, soda cái này lên 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 chậm lên muộn quá. Thôi em đi ngủ đây rồi, một bé đi ngủ bỏ anh nữa rồi. Lan anh còn slot không? Hình như là còn slot mà hiện tại không có mở lan nha, đang có chiến lan là trang nó không có mở lan đâu, qua chiến lan nó mới mở, qua chiến lan nó mở nha. Bệnh có tí mà mệt vãi đạn. Em chơi trò này từ hồi lớp 3 nghỉ mắc ạ. À. Từ mới chơi lại từ lớp 10. 7 năm mà mới chơi lại đó hả? Dữ luôn. Quá dữ. Nay top top mà còn ít người coi hơn đúng rồi. Top top mà còn cỡ đó đó là mấy đứa hiểu là thầy thầy bi quan cỡ nào chưa? Khiêu nước lên level 6 mấy đứa chọn cái khiêu nước lên level 6 là mấy đứa chọn cái này nè. Đây nè, thấy không? Restorative đó. Nè, cái tự già thòn nè, thấy không? Hình như nằm bên mé bên trái mấy đứa. Nằm bên tay trái. Đó, Restorative gì đó. Mé bên trái nha. Hỏi nãy giờ mới thấy, hỏi nãy giờ mới thấy gì? Ủa nãy giờ có hỏi gì đâu Tàn, nãy giờ có thấy Khang hỏi gì đâu Khang, nay có ai lì xì chưa? Sớm giờ cũng có mớ rồi bé Hùng ơi. Cái đó mình bị hiệu ứng gì là nó vậy hết à? Đúng rồi, nhưng mà trước khi em bị khóa mỏ. Còn nếu mà em đã bị phá mỏ rồi thì em sẽ không sử dụng được nha. À, phá mỏ nó sẽ phá cái mỏ mình lại là mình không có sử dụng được nữa. Bởi vì là khi mà không có phá mỏ thì cái gì mình sử dụng được hết. Đó. À, mình có thể dùng nước đó mình giải cái phá mỏ cho con khác. Nhưng mà nếu mà mình đã bị phá mỏ rồi thì mình không có cứu ai được, cứu mình cũng không được luôn nữa. Phá mỏ khỏi hồi máu đúng rồi đó. Đất nó phá mỏ là rồi luôn. Thầy cái tổ ấp ấp được 24 giờ mà mình ấp ra gồng 2 ngày nó có bị gì không ạ? À? Nhà tổ ấp mà ấp ra gồng hai hai ngày là mấy em đã ấp ra la rành rồi. Ủa ấp hay là lai?
Like là 2 ngày, còn nếu mà up thì sẽ ra được 2 ngày mấy lần nha. 26k4 tim rồi. Thật sự quá nhiều tim luôn anh em ơi. Cảm ơn tình cảm anh em rất là nhiều, nhưng mà vẫn bị top top bóp. Top bóp không thương tiếc. Sớm giờ 20 mấy 30 lên được 31 ngân luôn. 31 ngân không lên nữa, không lên nữa. 30k thêm luôn. Hay là mình thả tim nhiều quá bị bóp mấy đứa. Hay là do mình thả tim nhiều quá bị bóp hả? Đừng có nói cái vụ này à nghe. Hiệu hiệu kiếm khó quá thầy ơi, hiệu cái nào? Ê, hiệu nào á em? Chỗ mấy nước mới được. Quên nãy giờ đem nước vô mà quên uống luôn. Do anh em đúng rồi, chắc vậy á. Thì bởi vì mới nãy anh nói đó mấy đức, mấy đức này nó cũng đúng nè, do mình nói cái từ đó, với lại anh nói những cái từ mà mới nãy nó không có được, gọi là không có được, gọi là văn hóa xíu á đó, gọi là bị dính á, bị dính những cái từ đó đó, nó bóp á. Từ đây về sau là cố gắng mới được giữ 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 mồm giữ miệng lại mới được mấy đứa ơi, giữ mồm giữ miệng lại mới được. Rồi cảm ơn Doraemon đã share luôn nha. Hay là mấy đứa thử share lại, mấy đứa thử share coi nó có đỡ lên không. Sau bao ngày tìm mỏi thì em được 2k5, đi 2k5 stack. Ồ dữ, 2k5 step dữ ta. Rồi Thanh Kiều, Siki luôn, Siki đã share luôn, cảm ơn Siki. Cho bạn bè biết để coi, rồi cảm ơn em luôn, share cho bạn bè biết để coi. Nhớ canh con Clay với con rồng siêu nhân nha thầy. À đúng rồi. Con con Clay với siêu nhân nó banh nào? Nó banh nào? Thay team từ con có Metan đắc với Lai qua con Stardust được không? Metan đắc với Lai qua con Stardust được. Được. Được em, được được được. Stardust ngon mà. Đam 71. Máu 2227 hai mấy á. Cũng ok đi, coi như cũng ổn áp rồi. Em đi ngủ mai đi học đây. Ồ mới đây mà 9 giờ mấy luôn rồi, chắc đi ngủ luôn mấy đứa ơi. Hên chưa chưa, voi này chưa đâu. Voi này chưa làm ăn gì được đâu. Tê có lửa ngon không thầy? Tê có lửa cũng ngon, nhưng mà cái đợt tê này có voi á, em nên chọn con tê có voi. Tại vì voi chúng ta còn đi như vậy được nè, voi nè. Mấy đứa thấy voi dùng không? Voi dùng một cái rồi là cướp hết. Voi là cướp hết. Thầy còn la em còn thức. Coi thầy hết buồn ngủ. Đanh từng này là hỗn tạp gì cũng có, đúng rồi, đanh từng này hỗn tạp. À, từng sao không biết là gì ha, từng sao làm đánh lửa hả? Không thử thách 35 người xem cho tôi phải. Thử thách 35 người xem hết nổi rồi Siki ơi. Bữa nay là hết đát, là bữa nay là bị bóp quá bóp. Ngày mai là thầy sẽ cố gắng cái miệng của mình lại. Chứ bị bóp quá bóp. 26 em kìa. Thử thách là được không, được mỗi 30 đứa nữa. Nãy giờ 30 là hết lóc rồi, đỉnh cao là 30 là hết lóc. Rồi, cảm ơn Đương Âu luôn, ly cà phê cuối, chắc có thể là ly cà phê này là ly cà phê cuối cùng trong ngày nay đó. Tại vì anh chuẩn bị ốp rồi nè. Tại bị mất tương tác quá chắc anh cũng ốp luôn. Hẹn mấy anh em ở ngày mai thôi. Giờ tại tính phải tính like lâu lâu á, biết sao không? Tính like lâu lâu một chút là tại vì bây giờ không có còn like hai buổi một ngày nữa, chỉ còn like đào buổi tối anh, tại đi làm hết rồi. Ai thầy đi làm mất tiêu mấy đứa.
Xài con tơi có lửa voi ok không? Con tơi có lửa voi thì ngon. Con tơi mà có lửa có voi thì ngon. Ly cà phê bao nhiêu vậy? Ly cà phê 10 cành. Ồ, ly cà phê 10 xu. Ly cà phê có 10 xu à em? 10 xu thì nó 10 xu thì không biết được 500 đồng chứ mấy đứa. Chắc cũng được 500 đồng vậy phải không? 10 xu hay là đựng ca, đựng cành nè. À? Được nhìn đi. Thầy ơi làm sao để like ra gồng lên dành tháng. Đây nè, nói cho em nghe nè, cái con lên dành tháng này hiện tại là chưa like ra luôn, anh vẫn chưa like ra nha. Đây mà ý là dùng double luôn đó, dùng hai lần double luôn mà vẫn chưa like ra được gồng tháng này luôn. Đây dùng cái con string với lại con metan là nó sẽ sáu gác đó, còn dùng cái con spot này nè với lại con lá là nó bảy gác. Skip đi, thôi đi kệ đi, còn có 4 5 tiếng nữa ngủ dắt tới ngày mai mở mắt ra rồi like lại chứ biết sao giờ. Em còn một ngày đi kiếm tầm sáu mấy xu trong một ngày dữ tờ rồi. Thanh Kiều gồng tiền luôn, quá trời cảm ơn gồng tiền của tôi. À được, đúng là được một xét nè, thôi vào luôn, lỡ rồi vào cái một xét luôn mấy đứa. Đúng rồi đúng rồi, đây vào một xét này nữa đi, rồi rồi hồi ốp luôn. Đây có được một xét sử dụng liền. Newbie lấy voi, đúng rồi lấy voi đi em, lấy voi ngon, voi nó sẽ ổn áp hơn. Rồi chào bé Thiện. Ồ bé Thiện bữa nay lên trễ với nghe chuẩn bị ốp luôn nha. Bé Hùng em liver 230. Ồ dữ vậy. Hàng gì, hàng Phan Anh là liver 200 rồi. Con bé Trang là 2248 mà em là liver 230 dữ rồi. Có được 500 salad mành màu dữ ta, nửa phân nửa salad mành này hốc nổi thì thiệt luôn. Voi được, đúng rồi, voi là vừa 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 cướp vừa vừa có máu luôn. Voi ngon. Cài như cờ hó luôn hả bé Nghĩa? Cài như cờ hó luôn phải không? Cài quéo quéo. Em 124, một cháp là 6 ngày, 7 ngày nha em, một cháp 7 ngày. Chúng ta có 7 ngày. Một gương cúm cùi nữa thôi. Một gương cúm cùi mà vẫn chưa xuất hiện. Đây 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 xuất hiện. Xuất hiện rồi nhưng mà không có vé. Có gương mà không có vé. Ốc nổi thì chứ. Đây đây rồi. Rồi cuối cùng tổng kết lại của ngày hôm nay là con đi theo của thầy được 221 nha mấy em. 221 con đi theo. Quá dữ luôn, 221 đi theo. Từ nói từ cờ hó. Ủa cờ hó cũng bị nữa hả ta? Biết thì nói cái gì cũng khổ thiệt luôn á. YouTube mấy đứa nhớ YouTube không? YouTube nói quá trời. Ơi, không được nói YouTuber à. Ồ, dính nữa rồi đó mấy đứa. Xíu là quên liền à. Lúc nào cũng vậy trơn á. Quen miệng rồi. Bên YouTuber thì nó đỡ. Thôi, hẹn mấy đứa ở live stream ngày mai. Thầy cách vô group vậy thầy chỉ em với. Kết thúc cái người dùng không đăng nhập đã tham gia bây giờ. Thôi đừng có comment cái đó ra nữa. Đừng có comment cái đó ra nữa nha. Mấy đứa bớt comment lại đi, mấy đứa comment nó cũng bị liên hệ nữa đó.
đừng đừng có comment cái từ đó, từ mấy đứa ghi từ dép Lào á, đừng có ghi thẳng ra, đừng có ghi thẳng ra ngay Rồng Tiên, Rồng Tiên đừng có ghi thẳng cái tên ra trong comment. Mấy đứa ghi từ dép Lào á, đừng có ghi kiểu này cũng bị nữa đó. Rồi thôi, hẹn mấy đứa ở live ngày mai nha. See you again. Ờ nói vậy thì được, hoặc là dép Lào ghi chứ dép Lào nha. Rồi bye bye tất cả anh em, ngủ ngon. Ôi một cái GG cuối cùng. Cái GG trước 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 khi kết thúc phải không? Bye bye. Rồi bye bye Rồng Tiên luôn.